Kính chào quý anh chị đến với kênh Quán Nhà Đất Tây Ninh. Hôm nay em Hậu xin giới thiệu với quý anh chị một bất động sản nằm trên một cái con đường rất là lớn và vị trí cực kỳ đặc địa. Thì ở đây là ngã ba Giang Tân nè, cái hướng này là về Sài Gòn nha các bạn. Và bên cái hướng về bên tay trái này, đây là cái hướng đi lên cửa Nam chợ Long Hoa, thị trấn Hòa Thạnh. Đấy, thì bây giờ kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh cũng như là em Hậu xin mời quý anh chị đi theo chân của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh để đến cái ngôi biệt thự cần bạn ngày hôm nay. Đây là cái con đường được Tôn Đức Thắng nha quý anh chị. Cái khu vực ở đây dân cư rất là đông đúc và thuận tiện mua bán, và đây là cái ngôi biệt thự của chúng ta, ngôi biệt thự mà em Hậu giới thiệu quý anh chị ngày hôm nay. Đầu tiên đập vào mắt chúng ta, đây là cái cửa rào với cái lối trang trí rất là sang trọng, và đây là cái cửa, là cửa đúc theo cái thông tin mà của chủ ngôi biệt thự này là tiết lộ. Em Hậu biết là đây là cái cửa trị giá là 5.000 đô. Và bây giờ xin mời quý anh chị và chúng ta tiến vào ngôi biệt thự để tìm hiểu và xem nó có cái gì đặc biệt. Đấy. Thì cái sân ở chúng ta có thể là để xe hơi rất là thoải mái luôn, để 3 chiếc 4 chiếc vẫn được. Nhà thì cao ráo, và trần ở đây là sử dụng trần cao nè quý anh chị. Đèn rất là sang trọng ha, kèm theo là cái vấn đề mà phối màu và nội thất thì nó rất là sang trọng, kể cả những cái từ cái bàn ghế cột ở đây chúng ta là cái cột này đây, tất cả các nội thất ở nhà đều sử dụng là chất liệu là gỗ cao cấp, như là gỗ bên nè, cặp xe nè, kể cả mấy cái hộp tủ bếp đó, quý anh chị thấy là nó cũng là cặp xe nha quý anh chị. Tay vịn cầu thang nè, đó, anh chị thấy là chúng ta đi lên lầu để mà xem tiếp tục ha. Thì cái tay vịn cầu thang chúng ta ở đây là cũng là gỗ bên đó. Còn ở dưới thì sẽ là lót là đá hoa cương, nên nó rất là sạch sẽ và sang trọng. Thì cái ngôi nhà chúng ta ở phía dưới ông trệt thì nó sẽ có là một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp. Trên lầu chúng ta sẽ có là một phòng thờ đấy, và 3 phòng ngủ. Và tất cả các phòng ngủ của ngôi nhà này thì đều có là toilet, nhà tắm riêng, nên không có sợ là tranh giành lẫn nhau. Đó, mạnh ai để tắm, quý vị cứ an tâm. Có cái góc mà em bé xinh xinh này là cái góc đó là giống như là góc học tập, có thể là góc lưu niệm, có thể treo hình gia đình. Thì anh chị thấy không, không gian ngay chỗ này, cái sảnh chờ của cái cầu thang rất là rộng. Thì tiếp theo là em Hậu xin mời quý anh chị đi tham quan không gian ở trong phòng thờ nha. Đó. Thì có một cái bộ bàn ghế rất là sang trọng, và khi mà quý anh chị mua cái căn biệt thự này thì cái bộ bàn ghế này cũng được anh chủ nhà tặng cho quý anh chị. Bộ bàn ghế này là ngủ bên nha quý anh chị. Đó, thì ở đây là cái khu ban công của cái ngôi biệt thự này. Từ đây ta có thể nhìn ngắm đường xá, khu dân cư xung quanh rất là đẹp, có thể là ngắm hoàng hôn và tuyệt vời luôn. Đó, và bên đây cái không gian này, đây cái chỗ này là anh chủ nhà anh nuôi thú cưng á, con bulldog đó, nó dễ thương lắm.
Tí xíu mình cho các bạn xem ha. Cái con window của chủ nhà. Và đây là cái ngôi phòng, một cái phòng ngủ của ngôi nhà. Với diện tích nó cũng không to lắm mà nó cũng không phải lắm, vừa đủ. Đó, đây là chúng ta là thấy là giường, tủ bếp. Đây là tủ quần áo nè, đó, và kể cả có nhà tắm có lên viên. Và tiếp tục đây là hai cái căn phòng. Ở đây là có một cái phòng có một cái tủ quần áo rộng, có thể là cho mình quý anh chị để đồ thoải mái. Cái giường cũng là giường chất lượng ha, máy lạnh, đèn, tất cả mọi thứ nó đều là còn rất là mới và đồ cao cấp không nha quý anh chị. Với diện tích cực kỳ hấp dẫn 383,5 m², ngang 8m45, dài 39,89, thổ cư 130 m², hướng chánh tây, với giá cực kỳ hấp dẫn chỉ 9.500.000.000 đồng, quý anh chị có thể sở hữu ngay căn biệt thự này. Quý anh chị quan tâm có thể liên hệ với em Hậu qua số điện thoại 0961555455 để biết thêm chi tiết. Và đừng quên like và đăng ký kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh giúp em Hậu, để em Hậu có thêm động lực làm nhiều video về bất động sản hơn nữa. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem video.